Xin chào các bạn đến với bản tin The Blue sáng mùng 2 tháng 12, nơi cập nhật các thông tin nóng nhất trong ngày liên quan đến câu lạc bộ Chelsea. Hôm nay hãy cùng chúng tôi đến với thông tin đáng chú ý nhất. Đừng quên đăng ký kênh Tùng Cante, ấn nút chuông thông báo bên cạnh để luôn cập nhật sớm nhất các video của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, hãy cùng xem tin tức hôm nay có gì nào. Ngôi sao 55 triệu euro của AC Milan được tiến cử cho Chelsea. Theo nhà báo Simon Phillips, Chelsea có thể tìm kiếm vận may bằng việc chiêu mộ tiền vệ Ismael Benacer của AC Milan. Theo nhà báo Simon Phillips, Chelsea có cơ hội để chiêu mộ cầu thủ Benacer, mục tiêu của Arsenal. Phillips nói với Give Me Sport như sau: Chelsea có những lựa chọn khác, một người mà tôi đã đề cập hôm qua là Ismael Benacer từ AC Milan. Cậu ấy được coi là một lựa chọn dựa vào tình hình hợp đồng của cậu ấy. Cậu ấy là một cầu thủ khác sẽ đáo hạn hợp đồng vào năm 2024 và hiện tại, Benacer không muốn ký mới với AC Milan. Các cuộc đàm phán đã diễn ra, nhưng anh ấy đòi hỏi quá cao so với những gì mà câu lạc bộ sẵn sàng trả vào lúc này. Tất nhiên so với Chelsea, Benacer có những mối liên hệ gần gũi với pháo thủ hơn. Anh từng là cầu thủ trẻ của Arsenal, nhưng chỉ có một lần ra sân cho đội 1 trước khi gia nhập Empoli vào năm 2017. Trong khi đó, The Blue được đầu tư đáng kể tính từ khi chủ sở hữu mới tiếp quản câu lạc bộ. Thế nên nếu đến Chelsea, Benacer gần như sẽ không phải lo lắng về vấn đề đãi ngộ. Declan Rice úp mở về tương lai trong thời điểm nhiều tin đồn về biến độ mới. Tiền vệ người Anh hiện đang trở thành mục tiêu được nhiều đội bóng lớn để mắt đến. Dù từng bị đánh giá thiếu tiêu chuẩn và phải rời lò đào tạo trẻ của Chelsea vào năm 14 tuổi, tuy nhiên Declan Rice đã khiến đại diện thành London phải tiếc nuối. Bởi sau khi chuyển đến đấu quân cho West Ham, Rice đã có những bước tiến đáng kể trên con đường phát triển sự nghiệp. Suốt những mùa giải gần đây, ngôi sao người Anh luôn được bình chọn là một trong cầu thủ hay nhất ở vị trí tiền vệ trung tâm tại Premier League. Chính vì thế, anh ngày càng nhận về nhiều sự quan tâm từ các đội bóng lớn. Ngoài Chelsea, hiện được biết cả Manchester United cũng muốn chiêu mộ Declan Rice để mang đến sự ổn định cho tuyến giữa. Về phần ngôi sao người Anh, trong những phát biểu mới đây thì Rice cũng úp mở về khả năng tìm kiếm biến độ mới nhằm hướng đến các danh hiệu. Tôi thấy những người bạn của tôi ở đây, những ngôi sao đang chơi ở Champions League và giành những danh hiệu lớn. Tôi rất ngưỡng mộ họ. Rõ ràng bạn chỉ có một sự nghiệp để phấn đấu. Rice nói trước cuộc chạm trán giữa tuyển Anh và Senegal tại vòng 1/8 của World Cup. Khi mọi thứ kết thúc, tôi muốn nhìn lại những gì mình đã giành được và những trận đấu lớn mà tôi từng tham gia. Tôi thực sự có tham vọng và muốn làm điều đó. Declan Rice chia sẻ. Nóng, Pulisic rất muốn trở lại đội bóng cũ. Những nguồn tin từ Đức tuyên bố rằng Christian Pulisic của Chelsea rất muốn trở lại câu lạc bộ cũ là Borussia Dortmund. Theo tờ Bild, cầu thủ người Mỹ sẽ phải giảm lương rất nhiều để có thể trở lại Bundesliga. Mọi thứ chắc chắn không đi theo kế hoạch từ quan điểm cá nhân của Pulisic. Ngôi sao người Mỹ hiện phải vật lộn để khẳng định vị trí của mình ở Stamford Bridge, kể cả dưới thời huấn luyện viên cũ là Thomas Tuchel và vị huấn luyện viên hiện tại là Graham Potter. Pulisic vẫn chỉ là quân bài dự bị sẽ được đưa vào sân nhằm tạo tính đột biến. Pulisic chắc chắn sẽ có sự đột phá sau kỳ World Cup 2022, anh đang tạo được rất nhiều ấn tượng cho điều này. Ngôi sao người Mỹ thể hiện ấn tượng ở các trận đấu với xứ Wales, tuyển Anh và tuyển Iran. Đặc biệt trong trận đấu gặp Iran vừa qua, anh ghi bàn thắng quyết định để giúp đội tuyển xứ Cờ Hòa giành vé vào vòng 16 đội. Mặc dù dính phải một chấn thương nhưng anh đang rất cố gắng để trở lại kịp thời nhằm đối mặt với Hà Lan vào thứ Bảy tại vòng loại trực tiếp. Có thể thấy rằng rất nhiều cầu thủ thuộc biên chế của Chelsea đang có màn trình diễn ấn tượng cho đến nay tại kỳ World Cup 2022. Hy vọng rằng sau khi trở lại The Blue, những cầu thủ này sẽ vẫn duy trì phong độ tốt và đặc biệt là Pulisic để anh có thể chiếm một suất đá chính nhằm giúp cho hàng công của Chelsea tìm lại phong độ tốt nhất nhằm trở lại cuộc đua top 4.
Chelsea được khuyên chưa mộ tiền đạo của đội tuyển Iran. Chelsea được cho là nhắm đến tiền đạo Mehdi Taremi của Porto. Ở trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua đã có những thông tin cho rằng họ muốn chiêu mộ cầu thủ người Iran này, tuy nhiên mọi thứ đã không xảy ra. Chelsea đã chiêu mộ Aubameyang, tuy nhiên đến hiện tại, cầu thủ người Gabon chưa thể duy trì phong độ ổn định. Còn với Taremi, anh đã có màn trình diễn ấn tượng ở kỳ World Cup vừa qua và rất có thể câu lạc bộ Chelsea sẽ muốn chiêu mộ cầu thủ này ở trong kỳ chuyển nhượng tháng riêng. Mehdi Taremi, 30 tuổi, là một trung phong có khả năng dứt điểm tốt, có thêm tốc độ và sức mạnh tuyệt vời. Tuyển thủ người Iran đã có 2 bàn thắng ở World Cup năm nay, tuy nhiên nhiều đó cũng không thể giúp cho đội tuyển của anh có thể giành vé vào vòng 16 đội tại một bảng đấu có rất nhiều đội tuyển mạnh. Nhà báo Dean Jones gợi ý rằng ngôi sao của Porto có thể là cầu thủ thu hút sự quan tâm ở trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 sắp tới. Chia sẻ với Give Me Sport, Dean Jones nói như sau: "Tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu chúng ta thấy đội bóng như Chelsea cũng sớm liên hệ với cầu thủ này, vì vậy chắc chắn trong kỳ chuyển nhượng tháng riêng, Taremi sẽ phải lựa chọn", Dean Jones nói. Taremi chắc chắn là một tiền đạo gây ấn tượng, anh ghi 13 bàn thắng sau 19 trận khoác áo Porto tính cho đến lúc này của mùa giải câu lạc bộ. Đáng chú ý khi trong số đó có 5 bàn thắng anh ghi được ở vòng bảng của Champions League. Có vẻ như với những gì đã thể hiện ở đấu trường C1, anh có thể nên một lần thử sức ở đấu trường Premier League, giải đấu cao nhất của bóng đá Anh. Mặc dù trên hàng công của Chelsea hiện tại vẫn có những cái tên chất lượng như Emre Aubameyang, Armando Broza hay Kai Havertz, tuy nhiên những cầu thủ này lại có điểm chung là không thể duy trì phong độ tốt. Và đến hiện tại, chính những điều như vậy đã khiến hàng công của Chelsea gặp rất nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn. Broza là một cái tên có rất nhiều tiềm năng, nhưng đến lúc này, cầu thủ người Albania còn quá trẻ. Trong khi đó, Chelsea cần một sự đột phá ở nửa mùa giải sau. Lúc này, việc đưa về một cầu thủ đã ở độ tuổi 30 nhưng có phong độ ghi bàn rất tốt sẽ là giải pháp rất hợp lý để Chelsea tìm lại phong độ ghi bàn. Và trên đây là bản tin The Blue sáng mùng 2 tháng 12 của chúng tôi. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên ấn like và subscribe kênh Tùng Cante, kèm nút chuông nhỏ bên cạnh. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở trong các nội dung sau.